Thấy đó là cấu hình loa của L100 Canary Bass 30 găng vải tẩm dầu, một mic, một chép viền đỏ LI25 nổi danh, rất giấy. Găng vải tẩm dầu nha bác, xung quanh là găng vải và được tẩm dầu. Ẩm ướt. Cần nó là không. Vâng, em xin chào tất cả bác. Đây là cặp loa L100 Canary canh mút đen. Nên em quay chi tiết để mời các bác cùng xem. Loa này thì em đã báo giá ở video hàng về rồi, 36 triệu 500 ngàn. Bên em cũng có những cặp một cặp L100 Canary mà canh vải nha các bác. Canh vải thì nó giá là 34 triệu 5. Còn đây là canh mút xốp ring, nó hiếm và nó đạt ở tiêu chí sưu tầm. Thì bác nào có nhu cầu và nhã hứng cặp loa này thì alo cho em nha. 36 năm bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ thì em bớt 300 ngàn, còn 36 triệu 200 bao ship. Rồi canh mút xốp cọc đây các bác. Loa đẹp xuất sắc hết nha, loa em tuyển về. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên tấm biển phía trước nha. Đây các bác có thể nhìn tổng thể thùng gỗ lạng. Đây là hai số điện thoại chính của em nha. Các bác có thể kết bạn Zalo qua hai số điện thoại này: 0978 338 114 hay là 0965 77027. Em sẽ quay toàn diện cũng như cảnh vắt hết để các bác ở xa có thể xem. Yêu thích thì liên hệ cho em thôi. Cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên em ship hàng, và phí thu hộ là tiền là 1% trên giá trị thu tiền nha. Đây các bác có thể xem. Luôn thành sắc cạnh và lọ đẹp xuất sắc luôn nha. Các bác thấy đây. Em nhắc lại là bên em còn vẫn có cặp canh vải để các bác mình sở hữu nha, thì mình tiết kiệm được 2 triệu thì mình có thể sở hữu cặp canh vải, nó chỉ khác nhau cái canh thôi nha. Nhưng mà cái bộ canh này các bác mua lỉ 2 triệu không ai bán đâu, thì nó theo loa thôi. Đây là phía bên trái của loa. Phía sau thì cũng như những cặp loa L100 Canary khác thì nó vẫn có cái trạm loa đỏ và đen, nhưng mà nó sử dụng mỏ chim nha các bác, mỏ chim. Rồi em bác tháo cái canh để các bác xem tiếng loa, tất cả bao zin, loa chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Nhưng dòng loa JBL thì bên em phân phối rất là nhiều rồi, đi mọi miền Tổ quốc. Vâng, và đây là chiếc máy các bác đang thấy, đó là cấu hình loa của L100 Canary Bass 30 găng vải tẩm dầu, một mic, một chép viền đỏ LI25 nổi danh, rất giấy. Găng vải tẩm dầu nha bác, xung quanh là găng vải và được tẩm dầu. Ẩm ướt. Cần nó là không bao giờ mục, nhưng xài thiên thu luôn. Không như những găng mút thì nó phải mục theo thời gian thì 10-20 năm nó mục, nhưng mà gần đây thì xài trọn đời luôn, nó gọi là bảo hành trọn đời, hãng bảo hành trọn đời cho mình luôn, không bao giờ mục. Ta có thấy tiếng loa đẹp cực kỳ nha, là mic và chép, chép LI25 thì rất là nổi tiếng rồi, chép giấy là mic, kẹp mic này màu đen xanh nha, hai vi tinh chỉnh phía trước. Dài mic và dài trép nha, 1856 này, 1856 nha các bác, series đầu là 1856, cặp này series 1856 đầu. Rồi video đến đây là kết thúc. Bác nào có nhu cầu sở hữu cặp L100 Canary chéo canh mút thì alo cho em nha. Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Đây là cặp loa AR2A mới về, rất là đẹp nha các bác. Về những dòng series như là AR2 thì nó sẽ có là AR2 3 đường tiếng thẳng hàng, rồi tới AR2AX nó là 3 đường tiếng nhưng mà loa là một bên chứ không thẳng hàng. Và đời cao nhất của AR2 đó là AR2A, phía trước mắt các bác đó là một một bát bánh bò 25, hai mic, hai một loa chép phíp. Bởi vì cái tính rất là hay của dòng AR2A, nó trang bị tới hai cái loa mic nên là tiếng giả cao rất là tốt,
không không so với con AR2A kia, AX kia, nó chỉ có một lò mic nên là giải cao rất là tối nên các bác khó ghép. Lên dòng AR2A thì nó chơi nhau cũng khoảng 7-8 triệu đây các bác. Được trang bị hai lo mic nên là giải cao rất là sáng và mạnh mỹ nên là rất là dễ ghép. Các bác cần chơi những âm ly fixer như là 250, 250TX là đánh ok rồi. Kể cả con 440T đánh rất là ngon. Và ngon nữa thì các bác chơi con 450T đó. 450T là 500TX thì nó rất là cao cấp rồi. 500TX này cũng 30 trên 30 rồi. Còn 450T thì chạm mốc khoảng 20. Đấy. 450T là một fixer rất là hay. Nói về dòng âm ly fixer thì có những model này để em phân biệt ra để các bác mình chơi nha. Fixer thì có những dòng hay như là 250T, 250TX, 440T, 450T, 500TX và 800T chứ không phải là 500T đâu, 5T dở nha. 500TX, 500T và 700T dở nha các bác. Tùy số lớn, cái tên cái số để phân biệt sản phẩm thôi chứ không phải là số lớn là đời cao nó hay đâu các bác. Nó hay không là ở trải nghiệm và anh em mình chơi là lựa chọn ra thôi. 250T đây các bác. Nhưng mà lại con 700T là dở hơn con 250T đấy. Nhiều bác mới chơi cứ nghĩ là cái số lớn là nó hay, không phải, nó ngược với các bác đang nghĩ nha. Đây, AR là dòng loa của Mỹ, rất là nổi tiếng về chất âm, đặc biệt tiếng bass và dải âm mộc mạc của AR vẫn là một khó tìm đối thủ ở dải bass. Nó quánh nhặt vàng ra tiếng bass rất là hay. Đây là chất phíp, là hai cái mic nha các bác, rất đẹp nha, long lanh luôn. Tất cả hoạt động hoàn hảo hết nha các bác, các tả chuyến áp là hoạt động hoàn hảo hết. Bass bánh bò hai cái viền nó còn cam luôn nha, hay là viền zin cam zin của nó này chứ không phải là cam để quét lên bằng khè như những cái cặp họ đăng lên Facebook đâu các bác. Mấy cặp họ đăng Facebook mà AR3 rồi các bác, họ quét vàng ươm hết. Thật sự là nó mèo đen đen cam cam như thế này này. Những cặp mà còn cam như thế này là còn đẹp, các còn nhiều cặp nó đen nó sẫm nữa. Là loa chất phíp này, hai cái mic này, loa em về là nguyên mộc đấy. Giữa cái kênh ra là hai cái viền nó còn cam như thế này là quá đẹp luôn nha. Bắt bánh bò 25 chắc có hoạt động hoàn hảo xinh đẹp thế nha các bác. Thùng gỗ lạng nha, tí nữa em ráp cái kênh vào cái kênh cũng phản lì thiệt đẹp luôn nha. Cặp này giá 27 triệu nha các bác. Các bác có loa âm ly receiver cổ như là Lucman 505, 507 hoặc là những dòng 308, 309 đều đánh ngon, hoặc là chơi fixer. AR thì ghép rất là hợp với fixer, hoặc là những dòng Antet này. Hết kick rồi các bác. Này rất là đẹp các bác. Đây là cạnh phía bên trái. Thùng gỗ lạng nha, đẹp long lanh luôn nha các bác. Giá 27 bao ship, bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 300 ngàn, còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, 2-3 triệu gì đó là em đã ship hàng cho các bác rồi. Vâng, đây là cạnh phải của cặp loa. Loa đặt tiêu chí là vừa nghi vừa trưng bày luôn nha các bác. AR thùng gỗ lạng nha, phần gỗ đều nhau rất là đẹp luôn. Các bác mua về chỉ việc là cắm vào xài thôi. Riêng những dòng loa AR em sẽ gửi kèm các bác những cái rack phía sau như thế này này. Các bác về cắm dây loa xịn đó, mua dây loa mà nó có bắp chuối á, mình cắm vào luôn nha. Thùng gỗ lạng đứt cây nha các bác. Đấy, có hết cái rack các bác về cắm thôi nha, hai chân áp. Bốn cái tem vẫn còn nha các bác. AR2A 4 loa. Rồi em tháo ráp bê canh vào để các bác cùng xem nha. Những lập cặp AR2A em tuyển là phải là cái canh nó phản lì hết, tuyệt đẹp hết. Vâng, và đây là khi em lắp cái canh vào, các bác mời các bác cùng ngắm nha. Nó phải phản những dòng AR2A bố cước phản lì như thế này để sưu tầm chơi. Đấy. Logo thì các bác có thể share nha. Đấy. Logo cũng là logo zin của nó luôn nha các bác.
chúng ta xe như thế này nếu để đứng, tại vì dòng loa AR thì nó đi nằm, bên nước ngoài họ thích đi nằm. Phanh lì luôn nha các bác, nét căng luôn nha. Phanh là chốt thì alo cho em, giá 27 bao ship, chỉ còn đủ thì em bớt 300 ngàn, còn 26 triệu 700 ngàn.